Rồi. Cá nục xuông chút xíu xíu mọi người, tươi xanh luôn nè. Tự nhiên hôm nay bà chăm trúng mánh rồi mọi người ơi. Trời ơi, thấy cá chút chút này chăm mê dữ lắm luôn, có ai giống chăm không? Đang lựa anh đổ ra thêm nè, trời ơi, nó xanh dờn luôn nè mọi người. Đã ghê chưa? Trời ơi. Nó có một kéo rồi, đừng sợ. Trời ơi, đã ghê chưa? Này giờ chiên giòn cũng ngon nữa. Trời ơi, mọi người. Nhiêu? 16 này tính 65 ngàn. Ok. Chăm đang đợi mần cá. Mới mua 20.000 tép nữa nè mọi người. Tép gì giờ nấu canh ăn. Không ăn thì chăm để tủ lạnh. 9 người và tép 11 ý luôn à. Cái chị bên đây thì lựa cá to, có con mình chăm là phái cá nhỏ à. Chăm thấy cá nhỏ là chăm ghiền lắm luôn á, càng nhỏ càng phái. Rồi của em hết nhiêu nãy quên rồi chị. Trời đẹp luôn, lấy cho em một bao đất với là một bao phân bò đi. Trời ơi, hoa hồng nè mọi người, đẹp chưa? Cưng xỉu chưa? Đâu rồi, mấy chị nào mê hoa hồng thì vô đây có hoa sứ nữa nè. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng nè, mà sứ này nó mới thơm nha. Trời ơi, xin lung linh nè mấy chị, tới kìa. Đây, thì mọi người hỏi cho mua đất ở đâu á, mua ở tiệm kiển nha mọi người. Em hay đi lên đây cho mua nè. Ở Đức Hòa thì mình mua đất ở tiệm kiển là về trồng rau được rồi. Em mua thêm một bao đất Sonimix với lại một bao phân bò. Đó, cái em nó giác ra giùm chăm rồi kìa. Bạn nào trồng rau đó, em cắt cho chăm cọng dây đặng cột lại đang chạy về á mọi người. Thấy thương ghê không? Quên em sợi dây gàng rồi. Với lại đi đẩy chăm định là để ngoài trước. Chứ nó cũng nhẹ chứ nó không có nặng mọi người ơi. Gàng giùm cho chăm hả? Ừ, rồi cảm ơn em. Rồi thôi đi về. Con mà nằm ở đó nghe. Mẹ mày chúng con một cái là xì ba chao luôn đó nha. Ừ, không có chạy đi. Mẹ hiểu mà mọi người, nó không có nặng đâu. Giờ tập mày ở đây đi. Đi làm cá, rửa cá rồi đã. Không có bao này nó nặng là ngu là trời. Xin khoe với mọi người là sao nhiều lần mọi người phàn nàn chăm làm vườn rau mà nắng quá, chăm đưa mua một cái nón lá rồi đó. Ai đứng như bông dừa ra chăm cột cái quai nó vô luôn. Cô màu xanh lá cây mà không có màu xanh lá cây nó lấy màu xanh của dịch luôn. Chứ cũng hỏi màu xanh lá cây ngồi được rồi không có. Rồi, cái nón 35 ngàn luôn. Im chưa, im chưa? Quá im. Bây giờ xách đồ ăn vô. Một mình em đi bơ vơ lẻ loi, nhặt ngôi sao vỡ đôi. Nhiều cá này chăm ăn chưa có hết đâu mọi người. Ăn dễ gì hết. Không hết nổi. Trời ơi, sáng ngày trước khi đi chợ á là chăm cắm cơm mọi người. Trời ơi, nó thơm, mọi người biết sao không, chăm học người ta. Mình đi ăn cơm đất mình nói ủa sao cơm người ta thơm quá trời, quý gia nóng. Cơm người ta thơm quá trời, người ta bỏ lá dứa vô đó mọi người. Hồi nãy chăm nấu cơm bỏ mấy cọng lá dứa chăm cấp đông ở trong tủ đông á. Mừng cá mọi người. Ở đây có mấy con tép nữa chắc cũng hơi mừng luôn. Nhưng mà rửa cá trước cái đã. Cá hôm nay em sẽ kho keo vài con em ăn thôi. Còn như em sẽ cất tủ lạnh nha mọi người. Chứ ăn gì hết. Tại thấy ngon thì mua vậy đó. Mua luôn chứ để mai mốt không gặp. Đó. Trời ơi cái này nè. Chút. Tươi xanh luôn. Ghiền thiệt chứ. Cá mà chút vậy thì mần nó lâu đúng không mọi người. Cá mần rồi giờ mình về mình phải rửa cái bụng lại. Cho nó sạch sẽ trong cuộc. Bữa hổm có mấy bạn chỉ chăm cái mẹo đó là cá là cắt cái đầu xong rồi nhét vô cái bụng. Lần này chăm sẽ học cách đó nha mọi người. Bây giờ chăm sẽ làm sạch nó trước cái đã. Dọn dẹp. Mọi người ơi cái nè. Mọi người có tưởng tượng được không? Nó tươi lắm luôn. Chăm mới mua chứ không á.
ngón chút 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 à. Bằng con ngón tay à. Đó, em để lên ngón tay là mọi người biết con cá nó nhỏ cỡ nào. Đây nữa nè, đó. Trời ơi. Để em sắp lên cho mọi người coi nha. Cá chút 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 kìa. Ba con. Trăm thì lại mê mới ghê chứ. Có chiên giòn thì cũng ăn luôn, ăn nguyên xương đó. Trời ơi cái nè, đó. Xíu xíu vậy đó mọi người. Thôi cho em rửa cá nha. Ở đây em có bịch tép nữa nè, để lát nữa cho mần luôn. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ, kiên giang mình đẹp làm sao. Ôi là trời, nếu mà nó lấy cái đầu mà nhét vô cái bụng đó, thì kiểu này không nhét được rồi, cái bụng con cá tàn phàn rồi. Có mấy con là họ không có cắt cái này là mình nhét được, còn mình em tự cắt thì còn nhét được, chứ này họ cắt rồi. Ok, kệ lỡ rồi chứ biết sao giờ. Cá với tép mần xong rồi, bây giờ em cất bớt vô tủ lạnh nha mọi người. Bỏ vô màng thực phẩm, bỏ vô túi thực phẩm cất. Tép em lấy ra một ít lát nữa em nấu canh. Còn như nấu tớt. Lát nữa giả dập dập rồi nấu. Còn nhiêu cá bây giờ cất bớt nè. Kho ít thôi còn nhiêu cất. Khi nào ăn là lấy ra tiếp. Rửa kho ruột có làm là ngọt luôn. Nay con kho quéo rồi mọi người. Kho kẹo kẹo vậy đó. Ăn một mình không có hết đâu. Nhiều lắm. Đặt ngon thì mua vậy thôi. Con sẽ làm dập dập con tép đây thôi mọi người. Xong mà Trâm sẽ ướp vô đây miếng nước mắm, miếng đường, miếng bột ngọt, miếng tiêu. Và lát nữa Trâm nấu canh được rồi. Lát nữa nấu canh gao. Bên đây Trâm bật đường với lại nước mà gì dầu điều. Em tính lấy dầu kia mà thôi lấy dầu điều, lát nữa ướp cho nó đẹp. Có nhiều bạn thắc mắc, ủa tại sao dân Bến Tre mà không ăn nước màu dừa mà đi ăn nước màu đường. Trời ơi, năm thì 10 quả đó mọi người. Năm thì 10 quả mới ăn một bữa, với lại nước màu dừa mấy bạn nhà tự thắng tự ăn thì còn nghe ok. Nước mắm em ướp cái tép cho nó thấm mọi người. Thấm lát nữa cái nấu canh. Bột ngọt. Hạt nêm. Trời ơi thắng nước màu dừa nha, ít nhất phải một ngày một đêm thắng nhiều nước dừa lắm. Xong rồi nó mới sắc lại, nó mới cô đặc lại. Chứ đâu phải nói thắng một ngày một bữa, thắng cái là hơn chút xíu là có ăn đồng hồ. Trời ơi tốn củi tốn lửa lắm luôn. Cho nên á, mọi người ăn mà được nước màu dừa mà tự nấu á là mới ngon. Chứ loại nước màu dừa người ta nấu mình sợ hùm bà lằn tùm lum dừa hết trơn á. Mình nấu mình tự lọc tự đồ. Giống như bãi trăm đọc, bãi trăm hay làm dầu dừa cho chị 200 á, là bãi mình cũng tự nấu nước màu dừa đó. Ra một chút xíu xíu à. Đợt bãi trăm cũng nói để cho đem lên ăn mà tại trăm không chịu á. Với lại thấy nước màu dừa mà mình thắng vừa tới thì nó còn màu, nó còn cánh dáng đẹp nha, mà đậm quá trong cũng không phái. Rồi xong. Xong cái phần tép để lát nữa nấu canh rồi đó. Nước màu dừa mà mình ăn mà lâu quá mình ăn không hết đâu mọi người, mình để nó cũng bị mốc nữa đó. Đợi em sắc miếng hành đi ướp cá rồi bắt đầu ra trong nhóm lửa than mọi người. Nhóm lửa than rồi còn đi trộn đất, trộn đồ, bỏ đất, mong cho chiều mưa nữa. Trâm tắt bếp rồi đó mọi người, nó đang còn rất là nóng luôn á. Trâm sẽ lót một ít củ hành ở dưới rồi Trâm mới xếp cá lên đó. Rồi bây giờ sẽ đi xếp mấy con cá mini vô nha mọi người. Rồi bắt ra ngoài kia kho. Trâm gấp vậy đi. Chưa có ướp yết gì hết trơn mọi người ơi, mới có nước màu thôi đó. Nay Trâm sẽ kho quẹo một bữa. Rồi bây giờ Trâm sẽ đi ướp. Đây còn sót con tép nè. Đó Trâm sẽ cho vô đây là nước mắm. Nấu theo những gì trái tim mách bảo nha mọi người.
đường. Bột ngọt. Yêu yêu tờ yêu tiêu không thể thiếu rồi. Em quay miếng tiêu bỏ vô. Bữa hổm phục hồi cây ớt đâu có còn ớt tươi đâu. Bữa nay còn ớt đông đá không à. Cho vô đây thêm miếng ớt bột nữa. Độ cay là tùy ý Quynh. Rồi để Trâm lấy mấy cái ớt nha. Ớt này còn nhiều lắm mọi người. Mình sẽ cho ớt vô. Còn một miếng hành tím á, Trâm sẽ gãi lên luôn. Đó. Rồi. Để Trâm đi ra Trâm nhóm than rồi Trâm sẽ đem ra Trâm kho nha mọi người. Ra đây mà coi một tiếng cười vui. Chú rể cụ dâu uống rượu nhau bôi. Bây giờ Trâm sẽ đi đốt than. Bịch than đâu? Để em vô em lấy cái đồ trong khỏ bớt mấy cái than này cho nó ngắn ngắn lại cái đã. Mấy cái búa đã. Mấy cái cá da nó nở. Cái cưng lắm. Nở một chùm luôn mọi người. Chùm cái 1, 2, 3, 4, 6 nụ luôn là 6 bông luôn. Dữ dằn chưa. Giờ Trâm sẽ đi cắt rau, bà giao cái nồi cá vào đây cho ông Táo đi. Cho biết than nào nó chín, Trâm sẽ đi hái rau vô nấu tô canh luôn. Mọi người thấy cắt da của Trâm nó ra hoa chưa? Ghiền chưa? Đó. Đã chưa? Ở đây có bông bí, Trâm hái bông bí luôn. Vô lát nữa luộc chung hay là xào chung gì ăn luôn. Đó. Bông bí. Bữa giờ bí nó cứ ra, toàn là đó, Trâm cắt đọt ăn luôn mọi người. Bữa giờ nó cứ toàn là ra bông xong rồi nó tàn, ra bông xong rồi nó tàn, cho nên quyết định là cứ này cắt. Trâm thu đọt ăn luôn cho rồi. Thu đọt với bông ăn luôn cho nó sướng. Đó. Trời ơi, ở trên đây còn bông nè. Ở trên cây còn bông nè mọi người. Bông nhỏ, nó bự. Ở đây nữa nè. Đó. Cứ cắt đọt ăn đi cho nó ngon. Nó còn non mướt à. Non mướt luôn á mọi người. Rồi lát nữa Trâm xào hay Trâm luộc gì cũng được hết. Trâm nghe mùi cá kho nó thơm lên rồi đó mọi người. Để Trâm quay lại với nồi cá của Trâm để mắt công nó khét cái mà rồi. Ôi ôi thơm quá trời luôn mọi người. Thơm quá. Đó, cho nó ghiêu ghiêu vậy đi mọi người. Nào nó quẹo lại thì tính. Giờ Trâm ra Trâm hái mùng tơi với rau dền vô nấu tô canh nha. Ôi ôi, cái cưng của nè. Nó lên nó gieo dền với lại gieo cải nó lên nè mọi người. Mà dền nó lên không có mạnh. Rồi ở đây có bụi dền con ấy nè. Dền này già rồi. Nhưng mà kệ. Chưa gì mà biết yêu biết đương rồi. Cái bụi rau dền đủ tổ canh luôn á mọi người. Ở đây có mùng tơi nữa nè. Rau tấp tàn có gì ăn đó. Ôi mấy cái díp cá vậy mà nó cũng lên rồi đó mọi người, dữ dằn không đó, ngắt đi ít bữa là nó ra mùng rau dền là nó giống như mùng tơi, ít bữa nó cũng ra đọt nữa à. Đó. Cây đậu bắp này bữa nay mà nó cũng bự rồi nè. Để lát nữa Trâm qua cái cây bên kia Trâm quay cho mọi người coi nó bự bành kia nái luôn á. Bữa hái thử một trái ăn rồi, mọi người kêu ăn sống ngon lắm mà Trâm ăn thử nghe lạc chứ nó không có vị ngọt gì hết trơn. Như đậu bắp mà trắng, đậu bắp xanh kia thôi à. Cây đậu bắp tím của Trâm nè mọi người.
Qua cái bông nó đẹp chưa kìa. Ôi là trời. À, có một trái, có một trái kìa cô chú ơi. Có một trái mọi người ơi. Để cho máy nó. Đặt máy xuống, đặt máy xuống. Ui, đâu rồi. Ôi sao mà cái màu của nó, cái màu trái của nó mà nó trùng với cái màu thân ghê vậy ta. Kệ con trái hái luôn đi, bữa ăn trái rồi. Trái thì ăn trái. Ôi, ở bên đây coi, 1, 2, 3, 4 trái luôn. Cái này hai bữa nữa ha, hai bữa nữa có ăn rồi. Hai bữa, ba bữa vậy thôi, không tới nữa trời. Cái ham nó xuống trời. Đây, đây nè mọi người. Trời ơi, mấy trái luôn nè, con nhóc hết trơn. Một nách là một trái. Một nách là một trái á chàng. Trời ơi, cái cây đậu bắp nó cao kìa. Ở bên đây cũng có một cây nữa nè. Mà cây bên đây chưa có trái. Chăm đem một ngót ra đây chăm cắm mà nó cũng sống đó nè mọi người. Bữa hổm gà người ta bưa cái chăm xúc đất vô rồi. Ngoài đây chăm cũng có gãi một ít cải nè, nó cũng lên nữa rồi nè. Ở đây có bụi xà lách son Nhật, cái này nấu canh ăn cũng ngon mà trộn salad ăn cũng ngon. Mà có điều á, nó mọc hoang lắm mọi người. Trời ơi, cây nè. Thiệt, nó lên nguyên đám xanh gì luôn. Nó mọc hoang dữ lắm. Nó ăn đất dữ trời lắm. Trời thơm quá, nghe mùi cá. Trời ơi, được gỗ gao nè mọi người. Đi vô. Lặt thêm ít mùng tơi nữa. Cho đủ tô canh, cho đủ sở hữu với mấy con tép luôn. Để một mình mấy con tép không, thấy tép không nó buồn. Mấy mẹ bỉm sữa trồng ít ít vậy nè. Cứ mỗi lần con ăn dặm á, tới mùa con ăn dặm mới bắt đầu ngày hái một hai lá, một vài lá. Mùng ngót, rau dền, mùng tơi. Cái chút vậy đó mọi người. Trời ơi, tiện lắm luôn á. Thấy chưa, ăn à. Có anh bạn già, anh còn anh phụ với chăm nha. Không có ảnh hả coi nè. Phụ qua nữa rồi nè. Rồi để mày hái mày sao đi. Đây, được trái đậu bắp nè mọi người. Chị ăn sao? Vậy mà cũng có tô canh ăn. Cái cọng này để chăm lột á, lột nó xương xương. Lặt dao á, một hồi ngón tay này để tôi lùi để chiều lấy chanh chà móng cái đũa lấy tắt. Nhà chăm không có chanh. Mời cái tay này tôi lùi. Nhìn ngon mọi người. Trời ơi, nấu với tép nữa thì nó hợp đó. Nó hợp tới cái gì luôn á. Để nó già uổng. Lucy đi đâu về ạ? Hả? Lucy đi đâu về mà lượn với mẹ vậy? Hả? Hả? Nhìn ngon quá, lát nữa chắc thêm xào quá mọi người. Xào ngon hơn á. Nhìn thấy ngon quá trời luôn nè. Có tỏi phi sẵn rồi. Đầu này non mướt luôn. Nó vô nấu canh á mà lặt ngon bí cái bắt đầu hết thời gian luôn. Ui, đang lặt nghe mùi cá quả ngon chạy ra, sợ nó khét. Và kết quả là nó mém khét nha mọi người. Ui là trời cái nè. Ngon chưa? Thơm không mọi người? Dưới bên đây trong nghe thơm lắm luôn rồi đó. Thôi nhắc vô luôn. Trời ơi. Em nấu nước sôi rồi mọi người, nấu bằng bình đun siêu tốc á. Thank you.
đổ nước vô cái là tép nhanh chín lắm. Để xào nó sơ cái cho nó thơm thơm với mọi người, cho nó săn săn cái đi rồi nấu canh. Rồi nấu đủ thơm canh cho ăn rồi mọi người. Bên kia guồng đồng mênh mông, có gao dền gao muống non, có con cò bay. Trời ơi đã quá đi, bữa giờ mới nấu được bữa cơm xịn sò ăn. Bữa giờ cũng nấu mà toàn nấu đồ tào lao tao chỉ không ăn cho xong bữa, ăn mì xào, ăn mì tôm. Hôm qua ở trong công ty thì ăn cơm chiên, bữa trước thì ăn bánh canh vịt, ý là toàn ăn đồ món gì đâu mà không có nấu được bữa cơm gia đình luôn á chèn. U là trời. Chị dám mong ngày hai bữa cơm. Nãy em có bỏ yêu yêu tự tiêu đây rồi. Đợi sôi quận lên cái đi rồi bắt đầu ha. Chanh tắt. Rồi nãy niêm nồi cá cái ngay bon luôn mọi người. Dữ dằn thật chứ. Còn hơi nhạt, cho nên là Trâm sẽ cho vô một chút xíu muối nữa. Đó. Niêm hơi nhạt đó mọi người. Rồi xong rồi canh. Giờ đi xào cái ngọn bí cái nữa là ăn cơm được rồi. Đó. Cho vô miếng dầu tỏi. Rồi. Đó. Thơm chưa, thơm chưa. Rồi non nước. Sẽ cho vô miếng dầu hào. Dầu hào thì nó sẽ đối với Trâm là Trâm nghe nó mặn đó mọi người. Nghe nó mặn cho nên là Trâm xào sẽ cho miếng dầu hào với vô một vài hột đường nữa là xong. Cho nửa muỗng cà phê đi. Đó. Là vừa ăn luôn á. Rồi ơi, cái bụng Trâm nó sôi sục 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 luôn. Rồi sáng có ăn gì đâu. Chạy đi mua đất về xong cái bắt đầu là rửa cá rửa đồ làm đồ ăn luôn tới giờ mọi người. Nếu mà Trâm làm đồ ăn không á mà không có quay phim làm nhanh lắm, xíu xíu à, do ham làm video cho mọi người xem nè nên làm nó sẽ mất thời gian hơn một chút xíu. Đây, một nồi cơm Trâm để lá dứa vô nè mọi người, nó thơm ơi là thơm luôn. Để cho nó thơm. Có mấy bạn kêu á sao nhà Trâm ăn gạo gì mà khô quá vậy? Trâm khoái ăn khô vậy đó mọi người chứ không phải là ấy đâu. Đợt hồi xưa chủ nhà hay cho gạo ST25 mà Trâm ăn còn không nổi lắm, kiểu nó dẻo quá đó mọi người. Tại vì nè, khi mình ưa ăn gạo này nè, lỡ mình sáng cho mình chiên ăn cơm đi mần được. Đọt bí xào. Đừng có cá nè mọi người. Mà kho lâu ha, kho gục ha, là xương gục gã luôn. Này xương nó mềm mà nó không gục. Tính nằm mà đó mọi người. Hôm qua Trâm đi làm. Đi làm về xong hai giò đuối hết trơn. Tính làm. Hôm qua đâu dọn dẹp nhà cửa gì đâu.
Anh tính là sáng nay trong nằm tiếp à? Mà nhớ thôi đi mua đất thì tìm. Tìm mát mát rảnh là trộn. Cái cải cũng lên rồi. Ngon quá. Cay mùi. Mang tiếng nói xương chưa gục hết, nhai được xương luôn á. Nó béo mà nó ngon. Cho mẹ ăn cơm, mẹ ăn bằng già anh gọi. Không biết trưa nay nghỉ, hỏi trưa nay ăn cơm gì. Cái mùi bí này nè, nó không có hiệu quả mọi người, nó không có ra trái. Ăn đợt em thấy ngon hơn. Rồi, đúng không? Làm tô canh nữa là coi như im à. Là leo lên giường ngủ giấc từ sáng tới chiều được rồi đó mọi người. Chứ giờ làm gì nữa, giờ chăm hết việc rồi đó. Giờ nâu là khỏi mần mụn gì đi, khỏi dọn dẹp gì đi. Cử này là cử sáng, kim mới cử trưa luôn á. Nói cô giáo chiều nay chị rảnh chị nấu gì là chị cứ ăn. Mà chưa biết nấu gì nữa. Bữa nay thứ bảy cô giáo có công việc, cô giáo đi rồi. Như vậy con Thái nữa chơi. Cái kênh theo dõi tập tiếp theo nha mọi người. Thấy thông báo là nhảy vô liền nha, nhớ nha.